Xin chào quý vị và bạn, mình là kỹ thuật viên Pinit Việt Nam. Hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một bộ camera analog, thì hay là quý khách hàng còn gọi là camera có dây đó. Và đây là bộ camera 2.0 Full HD 1080 vô cùng sắc nét. Và nói về bộ này thì thường quý vị và bạn sẽ rất ngại khi lắp bộ này, vì phải đi dây và cấu hình rất là phức tạp. Nhưng hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy ai cũng có thể làm được, ai cũng tự mang về và tự lắp cho mình bộ này. Thì đầu tiên mình sẽ đi đập một chiếc camera này. Đây là một bộ camera bao gồm 4 mắt camera. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến đấy chính là đầu ghi camera. Đây là một bộ đầu ghi camera. Đầu ghi này là đầu ghi 4 kênh. Tức là chúng ta có thể cắm được 4 mắt camera. Đấy, đây là 4 kênh này. Ngoài ra nữa thì sản phẩm chính sẽ trong này sẽ có 4 camera. Tùy các bạn có thể có cam thân hoặc là cam đon đo. Cam thân thì thường để lắp vào trời, cam đon lắp sang nhà. Thì để lắp bộ này thì cực kỳ là đơn giản luôn. Sau khi mà cắm nguồn cho đầu ghi hình camera và cắm nguồn cho camera thì chúng ta sẽ đi vào bước kết nối. Và để kết nối được thì chúng ta cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm hai cái sợi dây này thôi. Đầu tiên đấy chính là cái dây mạng LAN này. Cái dây mạng LAN thì các bạn có thể mua ở đâu cũng có thể bán được, tầm 3-5 nghìn một mét, loại tốt thì được 6-8 nghìn. Dây cáp đồng trục đấy, và hai đầu này là hai đầu, thì đây là hai cái jack BNC để kết nối từ cam vào đầu ghi hình của camera. Thì khi mà các bạn mua bộ sản phẩm này thì cũng sẽ có sẵn jack BNC cho các bạn rồi, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cắm mạng cho đầu ghi hình. Thì một đầu các bạn sẽ cắm vào modem wifi và một đầu các bạn cắm thẳng vào đầu ghi cho mình. Các bạn lưu ý này, khi cắm thì nó sẽ có hai đèn tín hiệu, một đèn vàng một đèn xanh. Ok, sau đấy thì chúng ta sẽ cắm cái đầu tín hiệu BNC này vào đây. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Đúng. Rồi, một đầu và một đầu khác. Ở đây có đầu có 4 kênh, chúng ta cũng sẽ lựa chọn cho một kênh. Mình sẽ cắm demo cho các bạn một camera nhé. Còn những camera còn lại thì tương tự 8 cam hay là bao nhiêu cam thì cũng tương tự như vậy. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn tất việc chuẩn bị xong rồi. Và giờ điều chúng ta cần là sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với chiếc camera này nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tải phần mềm DeepVision. Sau khi tải được phần mềm lên, các bạn bật phần mềm lên giúp mình. Sau đó các bạn nhấn vào dấu cộng ở trên này, thêm thiết bị. Rồi các chúng ta sẽ quét cái mã này, cái mã của đầu ghi đó. Ở dưới đầu ghi thì nó đều có cái mã này, thì chúng ta sẽ quét cái mã này. Sau khi quét xong nó sẽ nhận diện được cái mã này. Tên thiết bị thì các bạn có thể tùy chọn, các bạn đặt như đặt là camera test chẳng hạn nhá. Rồi vui lòng nhập tài khoản, thì chúng ta sẽ mặc định của nó là admin, mật khẩu mặc định của nó là từ 1 đến 5 các bạn nhé. Mã xác nhận, mã xác nhận của nó là V4, nó là cái mã captcha này các bạn ạ. V4 GV 4A. Ok, các bạn nhấn xong. Sau khi mà các bạn nhấn xong thì nó sẽ báo là hoàn thành. Rồi, bây giờ thì chúng ta có thể vào xem được camera rồi. Cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Các bạn tích vào đây cho mình, xong. Đây, các bạn hãy nhìn thấy camera đây. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, chúng ta sẽ để ở chế độ HD. Để chúng ta xem. Mình sẽ để quay hướng camera như thế này để các bạn dễ dàng các bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Em quay thấy nó đỡ bóng. Rồi, ok, đây rồi. Đó, chất lượng Full HD 1080 cực kỳ nét. Kết nối rất là đơn giản luôn. Chỉ 1 đến 2 phút thôi là các bạn đã hoàn thành rồi. Ok, đặc biệt khi mà các bạn đăng ký cái gói 4 mắt camera này thì
sẽ được VNTIT tặng một ổ cứng 250GB. Chúc các bạn thành công. Maybe tell me one more beautiful lie.